Hãy vô chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh youtube của mình Theo thông tin thì hiện tại tình hình của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên đang phản pháo nhau gắt chưa từng có Bà Lê Hoàng Diệt Thảo đã nói rằng là bà đã bị vu khống suốt 5 năm rồng Bị một nhóm người thao túng Trung Nguyên câu kết hãm hại Thì phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng phản pháo càng im lặng càng nhẫn nhịn càng lùi bước thì bà thảo lại càng lớn tới ngày 27 tháng 4 sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương nghe quyết định khởi tố vụ án làm giả tài liệu cơ quan tổ chức xảy ra tại công ty cổ phần hòa tan trung nguyên tập đoàn trung nguyên lê Gình có một động thái lạ đó là tập đoàn đã gửi thông báo cho một số phóng viên để tố cáo bà lê hoàng diệp thảo có những hành vi vu khống và phá hoại tập đoàn trung nguyên Tuy nhiên thì ngay sau đó Trung Nguyên đã thu hồi thông cáo với báo chí với lý do là chưa phù hợp ở thời điểm hiện tại. Nhận thấy việc thông tin báo chí để làm rõ diễn biến mới nhất liên quan đến việc tranh chấp pháp lý của tập đoàn Trung Nguyên là chưa phù hợp ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt là ngay sau đại dịch Covid-19, tập đoàn Trung Nguyên cần tập trung việc sớm phục hồi hoạt động sản xuất, phát triển kinh doanh và sớm ổn định công việc, đảm bảo đời sống thu nhập của hơn 5.000 người lao động cùng gia đình để góp phần ổn định an sinh xã hội, tập đoàn Trung Nguyên đã giải thích như vậy. Tuy nhiên là trước diễn biến mới nhất trong tranh chấp pháp lý giữa Trung Nguyên và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, tập đoàn này đã tiếp tục phát đi thông cáo báo chí với những lời lẽ nặng nề và tố vợ cũ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Phía Trung Nguyên cho rằng là Đặng Lê Nguyên Vũ, tập đoàn Trung Nguyên đã luôn giữ sự im lặng luôn ở tâm thế là tự vệ chính đáng trước mọi thông tin bị đặt vu khống và các hành vi phá hoại của bà Thảo trên các phương diện truyền thông. Nhưng càng im lặng, càng nhẫn nhịn, càng lùi bước thì bà Lệ Hoàng Diệp Thảo càng tiếp tục lớn tới, càng gia tăng sức tấn công nguy hiểm về pháp lý liên tục dồn dập gây sức ép với ông Đặng Lê Nguyên Vũ và tập đoàn Trung Nguyên. Thông cáo của Trung Nguyên viết và cho rằng là các việc mà bà Thảo đang làm là dùng ép ông Đặng Lê Nguyên Vũ và tập đoàn Trung Nguyên đến bước đường cùng để phá hoại tập đoàn Trung Nguyên, ám hại cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ bằng mọi cách. Sau hai cấp phán xét xử lý vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo diễn ra vào năm 2019, ngày 31 tháng 3 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phán số 8 QDKNGDT về việc đề nghị hội thẩm phán nhân dân tối cao hủy toàn bộ bản án hôn nhân gia đình có hiệu lực giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, qua đó đề nghị giao hồ sơ cho Tòa án Nhân dân TP.HCM xem xét lại từ đầu, xét xử sơ thẩm. Quyết định này đã làm hài lòng bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhưng lại không hài lòng bên còn lại. Theo đó thì phía Trung Nguyên cho rằng đây là một quyết định không giải quyết được nguyện vọng ly hôn của hai bên, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tập đoàn Trung Nguyên và hơn 5.000 người lao động vừa mới chấm ổn định. Nay lại tiếp tục gặp khó khăn về các tranh cãi pháp lý. Ngày hôm qua 28 tháng 4 sau khi truyền thông đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra BC03 Công an tỉnh Bình Dương thông báo đã khởi tố vụ án hình sự làm giả tài liệu xảy ra tại công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên gửi đến Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Trên tài khoản cá nhân của mình thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã khẳng định bà vẫn là cổ đông sáng lập cổ đông lớn nhất của Trung Nguyên và có đầy đủ quyền hạn được pháp luật quy định. Tôi đối với hứng chịu vô số vu khống trong suốt 5 năm ròng từ năm 2015 đến nay, chính nhóm người đã thao túng và câu kết lại hãm hại tôi và gia đình. Nguyễn Di Phước đã có hành vi làm giả mạo giấy tờ để thay đổi giấy phép kinh doanh bằng những quyết định sai trái. Bất thường của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, họ đã xông vào cướp trắng nhà máy Bình Dương ngay trong đêm với sự chứng kiến của rất là nhiều người lao động, công nhân của tôi. Bà Thảo đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra BC03 Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm giả tài liệu, cơ quan tổ chức xảy ra tại Công ty Cổ phần Hòa tan Trung Nguyên và video thông tin đến đây là kết thúc cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau